vào khoảng 22 giờ 55 phút đêm qua ngày 9 tháng 5. Trong lúc làm việc, tổ công tác quận 8 phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát là 51F81940 chạy trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 không gắn biển số ở phía trước nên đã dừng xe kiểm tra. Vâng, và trong lúc làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế siêu xe đã có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm cảnh sát giao thông nên đã bị khống chế và sau đó ngất xỉu. Vào sáng ngày 10 tháng 5, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về vụ việc này. Sau khi thông báo lỗi, tổ yêu cầu tài xế xuất trình các loại giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà liên tục la hét và có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm cảnh sát nên bị khống chế. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi điều khiển xe không gắn đủ biển số, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 5, tài xế và người phụ nữ lấy lý do sức khỏe có vấn đề nên gọi cấp cứu 115 trở đến bệnh viện Việt Pháp để kiểm tra sức khỏe. Quá trình di chuyển đến bệnh viện, có chiến sĩ của tổ đi cùng. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán sức khỏe bình thường nhưng người vi phạm yêu cầu được nhập viện để theo dõi. Vâng, chiếc siêu xe đã xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi được lan truyền, đó là chiếc Ferrari 488 GTB trị giá hơn 10 tỷ đồng. Chiếc xe được đăng ký vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 và chủ xe theo giấy tờ đăng ký là một người đàn ông ngụ tại quận 5. Vâng, và hiện vụ việc thì đã được bàn giao cho công an phường 1, quận 8 tiếp tục điều tra và làm rõ.